Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Hiếm lắm các bạn mới thấy mình mặc sơ mi lên hình đúng không? Trời ơi, rõ ràng rồi. Hôm nay một cái video gọi là đặc biệt như thế này cơ mà. Đây là MacBook Pro 14 inch tai thỏ. Hôm vừa rồi mình mới mua bên 7S đấy các bạn, ở trung tâm laptop mới của họ. Và ngày hôm nay này, ngày 17 tháng 12 là ngày mình lên video này, thì 7S cũng đã đồng loạt khai trương 12 cái trung tâm laptop và smart home để các bạn có thể mua sắm ở rất nhiều nơi. Và đương nhiên là khai trương thì sẽ có rất là nhiều quán, nếu các bạn quan tâm thì cứ tham khảo thông qua đường link phía bên dưới và tìm kiếm đến địa chỉ gần nhất để mà các bạn mua nhé. Nói chung thì đấy là thông tin quảng cáo bên lề thôi. Còn cái video này thì mình sẽ muốn đánh giá một cách kỹ hơn về MacBook Pro 14 inch, về MacBook tai thỏ, để xem 53 triệu cho cái phiên bản base. Đây là bản base, tức là bản thấp nhất của 14 inch nhá. 16 inch đắt hơn. Lên những phiên bản cấu hình cao hơn, ví dụ như là 10 nhân CPU này, ví dụ như là 16 nhân GPU này, hay ví dụ như là cái gì nhỉ, lên M1 Max này, thì nó sẽ còn đắt tiền hơn nhiều nữa. Và đương nhiên là mình không có đủ tiền để mình có thể trải nghiệm hết những cái con cao cấp hơn kia, nên là mong rằng trong một thời điểm nào đó thì mình có thể mượn được, hoặc nếu như giá nó trở nên tốt hơn, hoặc biết đâu Apple ra một cái dòng kiểu Mac Mini M1 Max ấy, thì mình sẽ có thể có cái cơ hội để trải nghiệm cái hiệu năng cực kỳ bá đạo của con đó, thì mình sẽ nói đến sau. Nhưng đây là phiên bản base nhất, mình sẽ muốn đánh giá một cái kỹ hơn. Mọi người đang quá tập trung vào cái hiệu năng của MacBook Pro M1, chạy con M1 Pro và M1 Max, mà có thể các bạn đã quên đi một vài những thứ khác. Thực sự là nó quá tuyệt vời trên cái laptop này luôn. Đương nhiên là sau cái video này thì có thể mình cũng sẽ vẫn đẩy nó đi và quay trở lại với Mac Mini M1. Nhưng thực sự là cái quãng thời gian vừa rồi, và chắc là mình sẽ cố gắng sử dụng thêm một khoảng thời gian nữa trước khi đẩy nó đi, thì không có điều gì để mình phải chê trên con laptop này. Và bởi vì sao nó có trải nghiệm tốt như thế thì bắt đầu ghi hình nhé. Let's go. Cái điều đầu tiên mình cứ nói luôn về cái hiệu năng của M1 Pro trước đi. Thì đây là phiên bản base nhất, nó chỉ có 8 nhân CPU và 14 nhân GPU. Đương nhiên là đây là cái phiên bản thấp nhất rồi các bạn, không phải là phiên bản cao, tức là nó ở mức gọi là yếu nhất trong cái dòng Pro năm nay. Thì nó đã quá mạnh. Nó mạnh đến mức nào? Nó mạnh hơn khoảng 50% so sánh với con Mac Mini M1 mà mình đang dùng. Nó mạnh trong rất nhiều tác vụ liên quan đến xử lý hình ảnh này, liên quan đến edit video này, liên quan đến render video này. Đặc biệt là với Premiere thì cái thời gian render của nó nhanh hơn rất nhiều so sánh với Mac Mini M1 mà mình đang dùng. Tức là rõ ràng các bạn đang cần một cái cỗ máy mạnh, mượt và phục vụ cho những công việc chuyên nghiệp của bạn, thì đây là lựa chọn có thể nói là không thể nào tuyệt vời được hơn. Tại vì để nói cho đúng ra thì con Mac Mini M1 mà mình đang dùng ạ, edit video 4K 60fps vẫn khá là mượt, nhưng khi nó render thì các bạn có hiểu nó chỉ có 8 nhân GPU thôi, thì nó rất là đuối. Thế nên là khi mà yêu cầu những cái thứ liên quan đến sức mạnh xử lý vật lý ấy, thì con này nó sẽ đuối. Và đương nhiên chúng ta cần phải có những con Pro như thế này. Để các bạn cứ dễ hiểu một điều á, là nó mạnh hơn rất nhiều so sánh với con Mac Mini M1. Và nó mạnh đến đâu thì đây là phiên bản thấp nhất thôi, nó mạnh hơn tầm khoảng 50% so sánh với trải nghiệm của bản thân mình với con Mac Mini M1 kia. Vậy nên nếu như bạn nào mà còn đang đắn đo suy nghĩ ở cái việc đấy là Mac Mini M1 không thể nào đáp ứng được nhu cầu công việc của bạn á, thì đây sẽ là sự lựa chọn thay thế dành cho các bạn. Nhưng mình vẫn phải nhắc lại một lần nữa, khi sử dụng những cái sản phẩm như thế này thì ứng dụng mà mình sử dụng đó là phần mềm bản quyền, gồm có Photoshop bản quyền này, Premiere Pro bản quyền này, và những ứng dụng mình test ví dụ như là Chrome các thứ ở đây thì nó cũng đã đều được native hết rồi, nên hiệu năng mà nó mang lại là không có gì phải bàn, và nó cực kỳ nhanh, cực kỳ mượt. Đấy là cái yếu tố quan trọng nhất. Nói chung thì hiệu năng của nó thì thực sự là quá bá đạo như thế rồi. Thế thì cái mà các bạn cần quan tâm đó là gì? Đó là nó mạnh như thế, nhưng như mình đã nói thì các bạn phải xem theo cái phần mềm các bạn sử dụng nó đã được native trên cái nền tảng Mac Silicon này hay là chưa. Tức là những cái ứng dụng gọi là quen thuộc phổ biến ấy, thì nó đã đều có phiên bản native hết rồi, nên các bạn cứ yên tâm và chúng ta sử dụng. Quan trọng là phải bỏ tiền ra mua bản quyền như mình nói thôi, chứ còn chơi mấy cái đồ kiểu crack thì mình thua các bạn ạ. Từ lúc mình chuyển sang dùng Mac Mini M1 thì mình đã có thói quen sử dụng bản quyền rồi, nên là sorry mình không thể nào chia sẻ được cái vấn đề liên quan đến crack như thế, các bạn thông cảm nhá. Rồi, bỏ qua vấn đề hiệu năng đi, đây mới là giá trị của 53 triệu này. Đó là cái màn hình. Đây, các bạn đang nhìn ở một cái góc từ trên xuống như thế này. Thì các bạn cũng biết là cái góc nhìn nó khá là quan trọng khi các bạn sử dụng và đưa cho đối tác xem các thứ. Thì đây, mình xoay cho các bạn xem các kiểu này. Và quan trọng hơn cả là các bạn nhìn cái góc nhìn này.
một cái góc mà cảm giác như kiểu nó không thể nào nó gập được hơn. Mà các bạn nhìn cái phần màu sắc hiển thị trên con màn hình này, nó kinh khủng đến mức độ như thế nào. Thực sự là wow, quá đẹp luôn các bạn. Màn hình này của chúng ta là màn hình mini LED. Và các bạn cứ hiểu là với một cái màn hình mini LED thì nó vừa có một độ sáng rất là cao. Con này theo như quảng cáo có thể pick tối đa lên tới 1600 nit. Và theo như mình được biết thì đây là cái độ sáng cao nhất trên bất cứ một cái mẫu laptop nào từ trước cho đến nay. Giải màu thì khỏi phải bàn. Đương nhiên là chấm bằng X-Ray E1 Display thì hết nước chấm luôn. Chắc chắn lúc nào cũng sẽ là 100% và tất cả những giải màu. Tại màn hình của con iMac M1 chưa cần đến mini LED, nó đã là quá ấn tượng rồi, chưa nói gì đến cái con này. Và cái điểm cộng của nó chính là màu đen của nó là cực kỳ sâu. Và kể từ đó các bạn có thể tận hưởng những cái thước phim, các bạn có thể xử lý những công việc liên quan đến đồ họa chuyên nghiệp một cách tốt hơn. Bởi vì độ tương phản của nó là cao hơn rất là nhiều. Thế nên các bạn có thể xử lý được những cái chi tiết ở phần shadow, ở nền tối, nền đen, nó tốt hơn, nó ngon hơn cực kỳ là nhiều luôn. Thực sự mà nói thì cái màn hình này xét về cái yếu tố gọi là trải nghiệm về khả năng hiển thị thì mình chỉ có thể nói một điều, đấy là không biết chê cái gì cả. Quá đẹp. Đến cái vụ màn hình promotion, thế thì nó có hữu dụng hay là không? Có. Nó giống như kiểu các bạn đang sử dụng một cái iPhone 60Hz mà các bạn chuyển sang 120Hz, kiểu như iPhone 12 Pro Max như này. Các bạn sẽ thấy nó rất là mượt và tất cả những cái hướng animation trên cái màn hình này rất là sướng. Đôi khi các bạn cuộn trang, đôi khi các bạn vuốt vuốt trên cái màn hình này, đôi khi các bạn di con chuột này thôi. Các bạn cũng đã thấy là nó rất là sướng rồi các bạn. Đấy, cái điểm hay của promotion 120Hz nó là như thế. Thế nên nhiều bạn cứ nói ui cái màn hình 120Hz này chỉ hợp khi mà các bạn chơi game thôi, mà ai chơi game trên Mac OS đâu thì quan tâm cái đấy làm cái gì. Không, nó cũng giống như kiểu các bạn không mấy khi chơi game trên iPhone ấy, mà các bạn vuốt trên cái màn hình thôi các bạn đã thấy nó mượt rồi. Các bạn lướt web rồi, các bạn lướt Facebook rồi các bạn cũng thấy nó mượt. Thì con này cũng tương tự trải nghiệm nó là như thế. Và thực sự cái màn hình này nó đã lắm các bạn. Thao tác trên nó sướng lắm các bạn. Không vuốt ở trên màn hình nhưng mà vuốt trackpad để mà chuyển động giữa những cái nội dung trên nó cũng sướng cực kỳ luôn các bạn. Đấy, mình phải khẳng định nó là như vậy. Nhưng mà mình không hiểu lý do vì sao nhá. Đến bây giờ mà Safari vẫn chưa hỗ trợ 120Hz promotion trên con này. Đây, mình test ở đây là các bạn vẫn có thể thấy là nó mới chỉ có 60Hz thôi, Safari nhá. Thế nhưng khi mình test với Chrome Native M1 á, thì nó lại lên 120fps bình thường, tức là lên một cái màn hình 120Hz bình thường. Nhưng mà rõ ràng nó chỉ là yếu tố mình nghĩ là phần mềm thôi, nên nó sẽ được khắc phục trong thời gian sắp tới. Các bạn yên tâm, cứ đợi thôi. Mà mình thấy bây giờ hầu như ai toàn dùng Chrome mà, mấy ai dùng Safari đâu, thiếu cái này thiếu cái kia phiền bò. Đấy là cá nhân mình đánh giá là như thế, còn nhiều anh em thích dùng Safari thì cứ comment chia sẻ thôi. Ok, tiếp theo này, cái loa ngoài. Anh em có công nhận đây là cái loa ngoài hay nhất không? Được vãi trưởng luôn. Mình cũng đang có một con laptop gaming to, nạc, dày, 200 củ, loa ngoài thua con này. Loa ngoài của con MacBook Pro này thì mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ chỉ tương đương với mấy con kiểu MacBook Pro 13 inch hay kiểu cùng lắm cỡ MacBook Pro 16 inch, nhưng không. Con này cho chất âm hay hơn, âm trầm tốt hơn, và nó mang lại cái giải âm ngon hơn, thể hiện cái hiệu ứng stereo ấn tượng hơn. Và trong cái thời gian vừa qua mình cắm lên cái góc bàn làm việc để mình sử dụng thay cho con Mac Mini ấy, thì mình chỉ sử dụng cái loa ngoài của con MacBook này thôi, đó là đủ với những nhu cầu cơ bản rồi. Mình quyết tâm không sử dụng cái loa Marshall một thời gian, thì mình thấy thực sự rất bất ngờ về chất lượng loa ngoài của con này. Nó ngoài sức tưởng tượng của bản thân mình. Đấy cũng là yếu tố mình đặc biệt thích. Còn đây là cái ấn tượng tiếp theo này các bạn. Thứ nhất nhá, webcam của chúng ta đã hỗ trợ độ phân giải, đấy là Full HD, ngon nét, mụn miếng các thứ lên bằng hết. Đấy, màu tóc các thứ, màu da các thứ lên ngon lành hết. Đấy, thu được cả cái tiếng vừa rồi nó làm rơi gì ấy? Đấy, rơi thẻ nhớ thu được luôn. Tại vì hệ thống micro của con này nó đỉnh vai đạn luôn các bạn. Đây, giọng của mình nghe nó ấm, nghe nó truyền cảm và nghe nó cá nhân mình thì giá là rất là hay. Nhiều khi nhiều người không để ý, có khi tưởng nó âm thanh từ cái con này, nhưng không, âm thanh từ MacBook thu đấy các bạn. Tức là cái chất lượng micro, chất lượng webcam nó thực sự là quá tuyệt vời để các bạn có thể hội họp này, các bạn họp trực tuyến, các bạn học trực tuyến với một chất lượng là cao nhất và không bao giờ lo lắng cái việc đấy là người đối diện có nghe được cái giọng bạn hay là không. Tuyệt vời, ông mặt trời. Đỉnh không? Đỉnh vãi đạn luôn. Đấy cũng là yếu tố tiếp theo mình đặc biệt yêu thích. Rồi, bàn phím của chúng ta lần này nó đã sử dụng cái bàn phím kiểu Magic Keyboard ấy. Nó cho hành trình gõ tốt hơn, tiếng các thứ gõ cũng hay. Và quan trọng hơn cả, những cái phím này rất là chắc. Và các bạn có một cái hành trình gõ xuống cái phím này khá là tốt. Nên là cái trải nghiệm gõ phím nó là một trong những cái quan trọng hàng đầu khi các bạn thao tác trên bất cứ một cái mẫu laptop nào á. Thì cá nhân mình đánh giá là bàn phím của con này đúng thực sự là rất là ngon. Đương nhiên là mình thì mình chơi phím cơ nên mình
khá khó để có thể nói là những cái bàn phím này thuộc dạng là ngon đỉnh cao. Nhưng nếu như so sánh với những con bàn phím laptop thuộc hàng top của thời điểm hiện tại đến từ ThinkPad các thứ, thì mình đánh giá là con này nó còn cho bề mặt bàn phím lõm xuống một chút xíu, nó sẽ còn ôm cái tay của các bạn hơn và gõ trên nó còn thích hơn. Nói chung là cái đấy thì mỗi người một gu thôi, và thực sự cái layout này cũng như trải nghiệm gõ phím trên nó quá tuyệt vời luôn. Còn trackpad của Mac thì lúc nào nó cũng vẫn cứ phải gọi là chân lý thôi các bạn. Gì mọi thứ đều quá sướng, những cái thao tác đa điểm quá thông minh luôn, và cái thao tác khi bạn sử dụng với cái trackpad này á, nó cực kỳ hữu ích cho dù cái nhu cầu nào chăng nữa. Và thậm chí cái thao tác dùng ba ngón để mà cuộn như này, để mà kéo thả như này này, đúng thực sự là từ trước giờ nó vẫn luôn là cái thứ gì gọi là signature rồi, quá đã, dùng cực kỳ sướng. Và đến bây giờ mình vẫn phải khẳng định một điều, đấy là với người dùng Mac OS chỉ cần trackpad thôi, không nhất thiết phải dùng chuột, họ cũng đã có thể làm được tất cả mọi việc trên cái laptop này. Mình xin nhắc lại nhé, là tất cả mọi việc ngoại trừ chơi game. Rồi, nên đây cũng là yếu tố tiếp theo mình đặc biệt yêu thích. Hai đề cái cuối cùng này. Nhiều người chúng ta cứ nói về việc đấy là MacBook Pro nó thô, nó to, rồi là nó cấn cấn cái này cái kia. Điều đấy thì mình đồng ý. Tại vì đây, ở vị trí mặt đáy phía bên dưới, mình thấy có hai cái G to ra như này. Mình không biết là cái này là hệ thống để mà tạo ra âm trầm bass, hay là hệ thống để mà thoát tản nhiệt các thứ nữa, cái đấy thì mình không rõ. Nhưng mà khi mà mình đặt lên trên đùi để mình sử dụng á, thì hai cái này nó cấn vào cái phần đùi của mình, nó hằn ra một vết khá là khó chịu. Nhưng đấy là cái cách mà Apple chắc là cố tình làm như vậy thôi. Chứ còn nói về quá trình gọi là build quality á, thì các bạn nhìn những cái vị trí tiếp giáp từ mặt lưng này vào đến phần khung viền này, các bạn vuốt ở đây này, không có một chút xíu nào gợn cả. Các bạn cứ tưởng tượng nhé, đây là những cái chi tiết cơ khí được Apple CNC rồi Apple ghép nó lại với nhau, mà nó ghép mịn đến mức độ mà như là một cái khối nó liền mạch lại luôn á. Tỉ mỉ và chi tiết như thế này thì trên thế giới chắc cũng chỉ có vài nhà sản xuất làm được đến mức độ như vậy thôi. Càng soi vào ấy, càng thấy nể Apple những cái thứ này. Và MacBook Pro phía bên dưới các bạn ạ, chứ bên trên không có cái gì cả. MacBook Pro đấy, chất lượng rồi. Thế nhưng để đánh đổi tất cả những thứ đó thì các bạn lại phải chấp nhận một cái máy khá là thô, khá là nặng, và nếu chiếu theo cái xu hướng của thời điểm hiện tại đấy là mỏng gọn nhẹ và sexy ấy, thì cá nhân mình đánh giá là con này vẫn còn hơi bị nặng quá cho một con laptop 14 inch. Và viền màn hình như thế này thì năm nay cũng đã mỏng hơn, đã gọn hơn và đã sexy hơn rất là nhiều, nhưng nó lại trình hình cái tai thỏ ở đây. Thì đấy lại là thứ tiếp theo mà mình muốn chê một chút xíu. Để nói rằng cái màn hình tai thỏ này ảnh hưởng nhiều hay là không á, thì câu trả lời của mình đấy bây giờ đó là có. Tại vì hiện tại mình đang cài khá nhiều những ứng dụng và mình cho nó chạy nền trên thanh taskbar ở đây á, thì cái phần tai thỏ này nó che đi khá nhiều thông tin và có nhiều ứng dụng nó còn không hiển thị được ở đây. Rồi tiếp theo nữa đấy là cái màn hình tai thỏ này nó sẽ kéo cho cái phần status bar phía bên trên nó dày thêm một đoạn. Tức là mới đầu mình nhìn vào cái tỷ lệ màn hình của con này nó sẽ dài hơn về cái chiều rộng so sánh với thế hệ cũ trước đây. Nhưng chợt nhận ra khi sử dụng ạ, thì cái lượng thông tin hiển thị nó cũng không hề nhiều hơn một chút xíu nào so sánh với những thế hệ trước đây. Có nhiều hơn chút xíu nhưng mà cũng không đáng kể. Và rõ ràng là nhờ cái màn hình tai thỏ ấy, nên nó bị ăn bớt đi cái phần đó nhiều quá. Đặc biệt nếu như các bạn sử dụng ở chế độ gọi là full screen ấy, thì bình thường ấy, cái phần full screen nó sẽ bung hết ra. Nhưng lần này các bạn để thấy khi mình mở chế độ full screen này, thì ngay phía bên trên nó sẽ có một cái dải đen dài để nó tắt đi cái phần tai thỏ, khiến cho các bạn tập trung hơn vào cái nội dung mà các bạn đang sử dụng ở cái chế độ đấy là full screen. Và lúc này thì khi mà các bạn kéo cái chuột lên ấy, thì chúng ta mới nhìn ra được thấy những cái option quen thuộc mà các bạn hay sử dụng thôi. Nói chung thì cá nhân mình đánh giá thì cái tai thỏ này nói chung là một cái các bạn phải đánh đổi. Và đấy là cái vấn đề mà Apple tạo ra để cho con laptop này bớt hoàn hảo đi, dành về sau còn nâng cấp, kiểu vậy. Hoặc rõ ràng là đây là một cái signature để cho thiết bị nào của Apple cũng có tai thỏ, kiểu đấy. Không biết các bạn nghĩ sao, nhưng mình thấy không thích cho lắm. Vậy thôi. Nhưng không thể phủ nhận được một điều, đấy là tóm lại từ nãy đến giờ các bạn có thể thấy là mình đánh giá rất nhiều yếu tố liên quan đến con MacBook Pro này. Thì từ hiệu năng này, từ thiết kế này, từ màn hình này đấy, từ mic này, từ loa này, từ webcam này đấy, mọi thứ đều quá ngon luôn mà không có gì mình phải phàn nàn. Và rõ ràng đấy là giá trị của 53 triệu. Và cá nhân mình đánh giá thì 53 triệu để chúng ta có một hiệu năng mạnh mẽ, phục vụ những công việc pro, chuyên nghiệp, nó ngon hơn. Màn hình tuyệt vời, bàn phím trackpad, nói chung là mọi thứ không có điều gì để chê. Đánh đổi lại một chút xíu ở việc chỉ có tai thỏ. Thế thì các bạn nghĩ sao? Đấy là mình còn chưa kể nhá. HDMI full size đã có, khe đọc thẻ tốc độ cao SD đã có, 3 cổng USB-C hỗ trợ Thunderbolt đã có, và quay trở lại cổng sạc MagSafe
cũng sẽ giúp cho các bạn không phải tốn thêm một cái cổng xi để sạc nữa. Rất ngon. Vậy các bạn nghĩ sao? Đủ để các bạn hài lòng hay là chưa? Hãy comment chia sẻ ý kiến phía bên dưới nhé. Nói chung thì mình thì ưng lắm rồi đấy. Mỗi tội là không biết có nên bán không. Và đó là những chia sẻ của mình. Các bạn nghĩ sao? Hãy comment ở phía bên dưới nhé. Đừng quên là check giá tại Xiaomi.net ở những trung tâm laptop và smart home để có mức giá ưu đãi nhất. Link sẽ phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để quan tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.